Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn đang trở lại với thử thách của bước nhảy So You Think You Can Dance. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu tuần rồi nhỉ? Làm sao đếm hết? Lên YouTube đếm lại thì chúng ta sẽ biết. Và bao nhiêu tuần lễ đó, bao nhiêu gương mặt đã ra đi và chỉ còn 4 gương mặt ở lại. Chúng tôi làm sao để có thể tìm lại được những khoảnh khắc tuyệt vời này đây? Chi bằng mời cả 20 gương mặt cùng quay trở lại cùng một lúc. Để chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức một màn trình diễn cực kỳ đặc biệt mà chúng tôi gọi là tái hợp. Thưa quý vị, 20 gương mặt xuất sắc nhất trong cuộc thi thử thách của bước nhảy sẽ biểu diễn ngay bây giờ. Thử thách cùng bước nhảy đối với tôi, trên truyền hình, trên sân khấu thì nó là một sân chơi, là một cuộc thi. Còn sau sân khấu, sau ánh đèn thì nó lại là một ngôi nhà chung. Trong 3 tháng đó thì mình cảm thấy nó như một gia đình, bởi vì mọi người ở chung một nhà, tập chung, tập luyện chung. Và ở đây Phượng cảm thấy mình học được rất là nhiều từ bạn của mình. Mình đã được làm quen với rất nhiều những người có cùng đam mê. Cái đấy là cái mà mình cảm thấy là quý giá nhất mà chương trình đã mang lại. Nơi mà có tình thương, nơi mà có tình bạn, nơi có những niềm vui và hạnh phúc, cùng nhảy với nhau, cùng tập luyện với nhau, cùng chia sẻ những gì vui vẻ nhất hay buồn bã nhất, nơi có những giọt nước mắt, nơi có những tiếng cười. Đây chính là cái nơi mà khởi đầu cũng như một cánh cửa, cũng như là một trang sách mới cho cuộc sống của mình cũng như tương lai của mình. Đó là tất cả đối với tôi. He's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing summertime sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Có đã không quý vị?
Gieo em một tràng pháo tay to hơn được không ạ? Và đây là top 20 của thử thách cùng bước nhảy 2016. Happy dancers. Và thưa quý vị, phần trình diễn vừa rồi là một bài được biên đạo rất là dễ thương của biên đạo John Huy Trần. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn thương hiệu Vivo Smartphone là người đã mang đến cho chúng ta những điều kiện tốt nhất để có thể theo dõi được thử thách của bước nhảy năm nay. Và đặc biệt là họ cũng đã có một món quà đặc biệt và rất là thiết thực để gửi tặng cho các bạn vũ công của chúng tôi. Đó là gửi tặng cho mỗi bạn 20 chiếc điện thoại. Tôi nghe nó hơi cấn cấn thưa quý vị. Gửi tặng cho toàn thể các bạn 20 chiếc điện thoại, mỗi bạn một chiếc. Dạ vâng. Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.